Thưa quý vị, hiện nay lao động nữ chiếm 40% lực lượng lao động toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một số công việc đặc thù lao động nữ chiếm đa số. Nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất. Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo thiết thực dành riêng cho lao động nữ. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, chương trình đến với nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ cư xá của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực đến người lao động. Ngoài gặp gỡ thăm hỏi đời sống việc làm, các nữ công nhân còn được tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách thức xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc giáo dục con cái. Đây là hoạt động mới của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn người lao động, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn. Trước giờ tôi chưa thấy, nhưng mà thấy cái được quan tâm giúp đỡ như vậy là làm mừng lắm, nên là mong muốn được nhiều chương trình như vậy hơn nè. Đây là một hoạt động rất là thiết thực và cần thiết với nhu cầu hiện tại, vì thực sự là nhiều người cũng như cũng chị em công nhân rất còn hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi nghĩ là cái này là một thực thể hiện sự quan tâm của bên tỉnh hay là bên công đoàn cả khu công nghiệp và công ty, thì chị em rất phấn khởi. Ngoài vận động tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định, các cấp công đoàn còn phối hợp tổ chức khám sức khỏe chuyên khoa cho nữ lao động. Hai năm gần đây, mỗi năm có hàng trăm nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí. Những cái hoạt động công đoàn này nó rất là bổ ích và quan tâm đến đời sống của công nhân viên. Thì trong quá trình làm việc thì chúng em cũng có tiếp xúc nhiều với những cái dây chuyền sản xuất và những cái loại hóa chất khác nhau. Thì đây cũng là một hoạt động để kiểm tra sức khỏe cho công nhân viên. Tôi thấy là công đoàn tỉnh của mình rất là biết quan tâm đến sức khỏe của chị em. Hai nữa là dù có nhiều công việc nhưng mà vẫn nghĩ tới cơ sở xa. Ví dụ giống như ở là thị xã Phú Mỹ ở chúng tôi. Tôi nhận được lần này đi khám là rất là biết ơn tới công đoàn. Bên cạnh những chính sách của nhà nước, nhiều doanh nghiệp bằng phương thức khác nhau đã không ngừng quan tâm chăm lo đến lao động doanh nghiệp mình. Như tại doanh nghiệp này, với lao động có con nhỏ hoặc mang thai được giảm thời gian làm việc và sắp xếp vào những vị trí công việc nhẹ nhàng. Mỗi lao động được hỗ trợ 500.000 đồng tiền nhà ở, hỗ trợ tiền cơm trưa, ăn ca. Ngoài ra, doanh nghiệp thành lập các đội bóng đá nữ và thường xuyên tổ chức giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho lao động nữ. Tôi cảm thấy ở công ty này rất là phụ nữ rất là thoải mái. Ví dụ như là nhiều cái trường hợp như là thai sản hay là sanh hay là những cái rất là quan tâm tới công nhân nữ. Ví dụ như thời kỳ kinh nguyệt hay là phụ nữ có thai. Ví dụ như thời phụ nữ có thai là về cho 2 tháng là đã cho về 3 giờ rồi. Hay là phụ nữ sau khi sanh xong là đã cho về 2 giờ là rất tốt cho phụ nữ chúng tôi. Ở công ty chúng tôi phần lớn là lao động nữ, nên chúng tôi rất chú trọng đến việc tạo ra những phúc lợi tốt cho họ. Chúng tôi không chỉ thực hiện tốt theo luật mà còn quan tâm đến tinh thần của người lao động. Bởi chỉ khi họ hạnh phúc, vui vẻ thì mới làm việc tích cực và giúp cho công ty ngày càng phát triển. Toàn tỉnh hiện có hơn 235.000 lao động nữ, chiếm hơn 40% tổng số lao động toàn tỉnh. Ngoài đảm bảo quyền lợi chung, nhiều công đoàn cơ sở đã thương lượng với doanh nghiệp chăm lo riêng cho lao động nữ, như không sắp xếp lao động nữ mang thai làm các công việc nặng nhọc nguy hiểm, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai, có con nhỏ được về sớm trong ngày làm việc, xây dựng phòng giặt, trữ sữa. Chính sự quan tâm này càng tạo thêm động lực để lao động nữ cố gắng và cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.